Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 5 tháng 10 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Mấy tuần rồi mình mới được gặp lại ha. Thưa đại chúng, quý vị có quyển kinh Kim Quang Minh, xin mở trang 158. Hôm nay mình tiếp tục học kinh Kim Quang Minh, chủ đề là ánh sáng hoàng kim, kỳ thứ 37, trang 158, cuối của trang, cuối trang 158. Hôm nay mình học đến pháp thiền. Đây là cái phương pháp thứ 5 của 6 pháp ba la mật. Các vị mà tu Bồ Tát á, thí dụ mình nói ủa muốn tu Bồ Tát, mình làm hạnh Bồ Tát thì mình tu cái gì? Thì trong Bồ Tát dạy mình có 6 pháp: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Mấy kỳ trước mình học 4 pháp rồi, bữa nay mình học pháp thứ 5, đó là thiền định. Mà thiền định này là dựa theo cái tinh thần của bản kinh Kim Quang Minh này. Quý vị thấy đoạn cuối không? Trang 158 đó. Do năm điều kiện mà Đại Bồ Tát thành tựu hạnh tỉnh lự ba la mật. Tỉnh lự là dịch từ chữ thiền na. Tại vì thiền na là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch thiền là gì? Thiền là tỉnh lự. Tỉnh là gì? Là sâu lắng. Chữ lự là gì? Lự là suy nghĩ. Chữ lự là suy nghĩ. Thí dụ mình nói tư lự thì chữ lự là suy nghĩ. Chữ Hán viết chữ lự này có bộ tâm. Cái gì mình có khi đọc cùng âm nhưng mà dị chữ, dị nghĩa. Trường hợp chữ lự đây là một chữ đó. Ví dụ như chữ lự là cái gì? Lự là cái lọc, cái lọc nước á. Thì chữ lự này là cái lọc nước thì có bộ thủy. Khi viết là có bộ thủy. Còn chữ lự mà nói về sự suy nghĩ thì có bộ tâm. Ở đây ai học tỳ ni nhật dụng thiết yếu có thuộc bài kệ nhận đãi lọc nước không? Làm sa di khi đi thọ giới là có cái bài kệ đó, đó. Thiện tai lự thủy nan, hộ sanh hành từ cụ, rồi gì nữa? Xuất nhập thường đới dụng, phương hiệp Bồ Tát đạo. Đó là lành thai đãi lọc nước, thiện tai lự thủy nan. Lự tức là lọc, nan là cái túi, cái túi lọc nước hay là cái đãi lọc nước. Thiện tai lự thủy nan, hộ sanh hành từ cụ, tức là đây là cái dụng cụ thể hiện lòng từ bằng cách là mình hộ trì cái sinh mạng của chúng sanh. Tại vì ngày xưa mình đi đường mình uống nước lu, uống nước là ta chứa trong mấy cái bồn thì nó có con lăng quăng. Vì vậy thì khi mình múc nước ra mình uống thì mình không muốn uống con lăng quăng luôn. Cho nên mình mới lấy cái lọc để mình đổ nước vô. Rồi mình lượt ra cái mình uống cái nước thì con lăng quăng nó còn sống đó. Mình mới đẩy cái túi trở lại vô trong cái bình nước để mình tiếp tục cho con lăng quăng nó sống. Mình không có uống con lăng quăng mà mình lượt nó lại. Cho nên khi một trong những dụng cụ người tu hồi xưa đi đường là phải có cái đẩy lọc nước để khi đi bất cứ nơi nào. Rồi nhiều khi có bụi, có rác gì đó thì mình lọc lại hết. Đặc biệt là con lăng quăng. Cho nên mới gọi là hộ sanh hành từ cụ. Hộ sanh là gì? Là bảo hộ sinh mạng cho chúng sanh. Thấy không? Để mình thực hiện cái lòng từ hộ sanh hành từ cụ. Xuất nhập, xuất là đi đâu? Đi ra. Nhập là đi vào, ra vào thường nên đem theo. Xuất nhập thường đới dụng, chữ đới là cầm, là đội theo. Để làm gì? Được như vậy mình mới hợp với đạo của Bồ Tát. Phương hợp Bồ Tát đạo, như thế mới khéo ứng hợp cái hạnh nguyện của Bồ Tát là không có muốn tổn hại ai. Nói như vậy để đại chúng thấy rằng mình uống nước một con lăng quăng mình còn không dám tổn hại, huống chi mình tổn hại người khác bằng tư tưởng,
bằng cái cách hành xử của mình. Cho nên ở đây theo tinh thần của Kinh Kim Quang Minh Phẩm Tịnh Địa Đà La Ni, hôm nay mình học thứ kỳ 37 này, đến khi dạy cái pháp này thì Phật nói năm điều kiện mà Đại Bồ Tát thành tựu hạnh tỉnh lự, có năm việc để mình thực hiện cái pháp tu thiền. Chữ Ba La Mật là viên mãn, và dịch thay vì mình nói thiền thì dịch là tỉnh lự. Vì thiền là gì? Thiền là dừng cái sự suy nghĩ lung tung, chứ không phải là không suy nghĩ gì hết. Hai cái nó khác nhau. Thiền không có nghĩa là đừng suy nghĩ. Người sống mà không có suy nghĩ thì kêu người chết chứ đâu kêu người sống. Nhưng mà tại vì chúng ta thường không có suy nghĩ một việc, mà chúng ta suy nghĩ sao? Quá nhiều việc, nói đơn giản là nghĩ lung tung. Không bao giờ cái tâm mình nó một việc hết, hết việc này tới việc kia. Thậm chí mình vừa gặp cái chị bạn, mình bước vô cái chờ bữa nay sao bà kỳ vậy, bà đẹp bà xấu, bữa nay bà mặc áo hay áo gì. Lúc nào cái tư duy của mình nó liên tục cho nên ít khi nào mình trụ tâm một chỗ lắm. Chờ khi nào mình trụ được cái tâm mình thì lúc đó mình có khả năng thiền định. Thì ở đây kinh dạy nè, mình thành tựu được cái tỉnh lự Ba La Mật, tức là cái tâm mình nó tĩnh lặng, cái suy nghĩ mình nó tĩnh lặng đến cái chỗ viên mãn là một việc thôi. Cho nên mình ngồi thiền để làm cái gì? Thiền để giúp cho mình đừng có nghĩ lung tung, nghĩ một việc thôi. Thì bây giờ để giúp cho mình gần gũi nhất, xác thực nhất, gần gũi nhất là gì? Hơi thở của mình. Có gì gần hơi thở mình, hơn ai không? Vợ mình, con mình, chồng mình cũng không gần mình bằng hơi thở nữa. Cho nên hơi thở là gần mình nhất. Mà hơi thở mà nó ngưng thì mình chết. Thì giờ để giúp cho cái tâm mình định, lấy hơi thở làm cái điểm để mình trú tâm vào đó. Cho nên hồi nãy đại chúng ngồi thiền đó, cái pháp thiền mà quán hơi thở này là cái pháp căn bản nhất. Mà ai muốn tập tu thiền thì chuyện đầu tiên là phải tập thở. Mà đến Đức Phật dạy là có 6 pháp môn để mà mình thiền. Trong đó có một cái gọi là đếm hơi thở, gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở, quán là quán chiếu, đếm hơi thở. Hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Thì khi mình bận đếm hơi thở như vậy thì không nghĩ chuyện khác. Rồi sau 10 hơi thở cái mình đếm ngược lại, 10, 9, 8, 7. Rồi cứ như thế mà ngồi đếm thì gọi là sổ tức quán. Khi nào mình thuần rồi, bây giờ mình không có đếm nữa, bây giờ mình là gì? Theo dõi hơi thở. Nó vào biết nó vào, nó ra biết nó ra, nó sâu biết nó sâu, nó ngắn biết nó ngắn. Gọi là tùy tức. Hồi nãy là mình đếm, bây giờ không đếm nữa, mình chỉ theo nó thôi, gọi là tùy tức. Hai pháp rồi đó. Trong luật song sáu pháp tu, giờ mình tu được hai pháp rồi đó, sổ tức và tùy tức. Cho nên mình muốn tâm mình tịnh, chuyện đầu tiên tập quán hơi thở. Mà ai bị stress, bị depressed, tập đếm hơi thở, quán hơi thở, tâm mình nó tĩnh lặng và nó giảm đi được cái chất, cái phần gọi là căng thẳng trong cơ thể, trong tâm thức của mình. Thầy đây dạy nè, năm điều kiện Đại Bồ Tát thành tựu hạnh tỉnh lự Ba La Mật. Một là gom giữ tất cả pháp thiện, không để tán lạc. Bây giờ pháp thiện đầu tiên của mình là gì? Là hơi thở. Và suy nghĩ cái gì một việc thôi, đừng có xen cái khác vô. Thì trong này mình nói, tối nay mình đang ngồi 15 phút thiền, chỉ hơi thở thôi, không có cái gì khác. Ví dụ đang ngồi vậy, nó nói nãy quên ngâm đậu, quên vớt đậu hũ. Còn vị nào mà chuẩn bị ra phi trường rồi chết mồ rồi, không biết lát có trễ xe không, thí dụ vậy. Cái khác nó xen vào, thì khi khác mà nó xen vào là mình phải nhận ra liền, cái này không phải cái mình đang ngồi với nó. Buông nó ra, buông nó ra, trở về với hơi thở. Cứ như thế mà làm, đừng có sợ tội. Không có tội gì hết á. Có nhiều vị nói, chờ con ngồi thiền mà con nghĩ bậy quá, con biết có tội không? Phật biết hơn mình nữa mà. Phật biết mình nghĩ bậy nhiều, cho nên Phật mới cho mình cái cách quán cái đó.
Vì chính chúng ta hay nghĩ như vậy cho nên chúng ta bị tán loạn, phải không? Ngay cả bữa ăn dễ bị tán loạn nhất. Để miếng vô miệng là khởi tâm liền, này không ngon bằng bữa hôm. Chùa này hà tiện quá, mua loại này ăn dai, chùa kia giàu. Lúc nào mình cũng tán loạn. Cho nên các tổ và sư nhắc mình, nếu ăn cơm mà suy nghĩ mà nói chuyện là của tính thí ăn không có tiêu. Mặc dù ăn nó tiêu hết à, nhưng mà tiêu đây là gì? Tiêu cái phước mình nhận, chứ không phải là tiêu hóa thức ăn không. Vì các ngài muốn giúp cho mình, việc gì mình làm mình để tâm việc đó. Mà đại chúng có phải để ý là mình cái gì mình làm để tâm là nó có đẹp hơn không? Nó có sắc hơn không? Nó có bài bản hơn không? Đơn giản đấy, xếp cái áo mà tâm không có để đó, xếp một hồi xếp cho có dính một cục vậy đó. Mà người mà xếp cái áo mà có tâm thôi, mở cái áo ra không dám xài nữa. Ta xếp cái áo nó ngay ngắn như vậy đó. Cho nên việc gì mình làm thì ở đây là cái cách thiền để làm gì, làm sao để thể hiện cái thiền của mình. Đừng để cái tâm mình nó tán lạc, mà hãy đem tất cả pháp thiện ở trong tâm của mình. Như vậy thiền là gì? Một trong những cái cách tu theo cái phương pháp kinh này là gì? Lòng lúc nào cũng nghĩ thiện. Hễ khi nào tâm mình nghĩ sai, nghĩ quấy, nghĩ ác là mình biết đó là mất thiền rồi đó, mất thần thông rồi đó. Chờ khi nào mình kiểm lại, mình thấy tâm mình không có bị tán loạn, mà lúc nào cái pháp thiện nó vẫn khởi, thì mình biết rằng trong lòng mình bắt đầu có cái thiền định theo kinh gọi là Kim Quang Minh. Thứ hai là gì? Luôn có tâm nguyện giải thoát, không mắc nhị biên. Nhị biên là gì? Nhị biên là hai cái đối đãi. Ví dụ thường với đoạn. Thế nào gọi là thường đoạn? Có nhiều người nghĩ đời này tôi thông minh, tôi muôn đời sẽ thông minh. Đó là chấp thường. Chấp thường. Rồi cái người kia không thông minh, mãi mãi người này sẽ không thông minh. Chấp thường đó, gọi là cho các pháp là không bao giờ thay đổi. Còn ngược lại có người chấp đoạn thì sao? Lúc nào cũng bị những cái ý nghĩ ngắn ngủi, đoạn diệt, nó chi phối, nó làm khó mình, gọi là chấp thường, chấp đoạn. Hay là chấp gì nữa? Chấp có, chấp không. Mà cuộc sống này á, có khi mình thấy nó không mà lại có. Thí dụ hư không mình thấy không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Mình nói không cũng không được, mà nói có cũng không được. Có sao không thấy? Mà nếu không sao lại gắn đem cái điện thoại vô đây là nó nhảy vô liền, nó cho signal của Trúc Lâm liền. Như vậy trong hư không này nó có những làn sóng. Mà thấy thì không thấy, mà không thấy thì không thể nó là không. Mà vì không thấy cho nên cũng không thể nói gì, mà vậy mà đem cái điện thoại thì nó lại nhảy vô. Rồi bấm đúng password là nó ok liền, nó nhảy vô liền. Vậy thì tại sao nó là nó có sao tôi không thấy? Cho nên rồi cuối cùng chúng ta bị những cái chi phối của có không, nó chi phối mình. Mà bây giờ đây nó có phải không? Mình vô được cái wifi của Trúc Lâm rồi, đi ra khỏi cái cửa này chừng qua cái chung cư bên kia mất wifi liền. Ủa vậy thì cái có này sao nó ngắn vậy? Nó chỉ có khúc này thôi mà nó không có khúc kia. Đó, cho nên con người mình sẽ rơi vào những cái sự dính mắc. Chữ chấp là dính mắc, có, không, còn, dính mắc. Thí dụ mình ra mình nhìn đám mây, mình thấy đám mây cái mình nói thấy đẹp quá, mình chạy vô mình kêu người thân ra coi, trời ơi mây đẹp lắm, giống như Quan Âm vậy đó. Đứng cái dáng vậy, cái chạy ra kêu cái mất mây. Rồi cái mai mối cái đám mây này lát nữa cái nó tan biến, nó rơi thành mưa. Ủa giờ nó mất tiêu rồi. Không, thì mình thấy nó mất, nhưng mà thật sự nó thật mất không? Không, nó đang thể hiện là mưa. Nó đang chuyển hóa từ một đám mây thành mưa. Rồi mình mai mốt cái mưa nó rơi xuống, nó bốc hơi lên, mình thấy ổ cạn hồ rồi. Hồ nó cạn nhưng mà nó đi đâu?
nó thành mây. Cho nên mình thấy còn với mất, thấy có, thấy còn mà thật không thật, thật còn, thấy mất nhưng mà không thật mất. Ba mình mất rồi nhưng mà không thật mất, tại vì máu của ba đang ở trong các con các cháu. Nhìn ông ba thấy có một chút giống ba ha, nhìn ông tư cũng có một chút giống má ha. Cuối cùng nhìn cả gia đình thấy ai cũng có một chút của ba của má hết. Vậy thì đâu có thật mất. Rồi lời dạy của ba của má vẫn còn. Cho nên cuộc đời này tất cả các pháp nó luôn luôn, mình đừng có chấp. Thấy nó mất cũng đừng cho nó là thật mất. Thấy nó còn cũng đừng nghĩ nó thật, nó mãi mãi còn. Nó còn bất nó cứ đắp đổi với nhau, có không nó cứ đắp đổi. Cho nên sắc bất dị không, không bất dị sắc là một pháp phải không? Thọ tức thị không, không tức thị thọ. Tưởng thức thị không, không tức thị tưởng. Mà Bát Nhã Tâm Kinh chỉ cho mình năm cái cách đó, nhưng mà nói gọn câu đầu thôi. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rồi bắt đầu mới chỉ cho mình cái cách các pháp nó giống như vậy. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Anh thấy được cái cách đầu nó như vậy thì công thức cho bốn cách sau cũng như thế. Thấy sắc là không, không là sắc thì thọ cũng vậy. Thọ là không, không là thọ. Tưởng là không, không là tưởng. Hành là không, không là hành. Dám nói hành là không, không là tỏi lắm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm uẩn là không. Nói năm uẩn là không cho nên giờ mình phải học cái cách, cái công thức nó, nhìn sao thấy nó không. Không này là không thật có. Nói thọ là không, không là thọ. Tại sao gọi thọ là không? Nếu cái thọ này nó thật thì anh nóng hoài chứ anh đâu có lạnh. Anh ăn đồ mát mà một chập thôi là tự nhiên anh bắt đầu anh phát lạnh lên. Thì cái hàn, cái chất nhiệt trong người nó không còn, bắt đầu hàn nó lên, nó bị cảm lạnh. Rồi anh ăn đồ nóng, cái anh ăn đồ nóng nhiều cái thì cái chất hàn nó mất đi, bắt đầu nó bị nóng trong người. Như vậy thì cái thọ, thọ nóng, thọ lạnh, thọ khổ, thọ vui nó không thật. Nếu nó thật thì nó phải mãi mãi. Đó, ví dụ như mình hiểu lầm người ta, cái mình giận lên cái xuống tới đó, người ta đưa ra cái mặt mình nó tự nhiên cái nó bừng bừng nãy giờ nó hết liền. Hồi nãy mình tức đỏ mặt. Vậy mà chỉ một tích tắc mình hiểu ra câu chuyện là tự nhiên mình xuống cái ọt liền. Cái cơn nóng giận của mình nó nhẹ ra liền. Cho nên ở trong này dạy là khi mà cái tâm nguyện của mình giải thoát, không mắc nhị biên, tức là không còn vướng vào hai cái ranh giới của còn, mất, có, không. Ba là luôn nguyện đạt được thần thông để giúp chúng sanh thành tựu căn lành. Ở đây mình hiểu thần thông là gì? Thần thông là cái năng lực. Mình khởi cái tâm muốn thành tựu cho chúng sanh, nhưng mình không có khả năng. Vậy thì nếu như mà mình ráng có được cái khả năng nào thành tựu cho ai được việc gì á, mình mừng dữ lắm. Phải qua ví dụ, mình thấy người thân mình á, không có biết tu tập, không có hướng về cái con đường thiện lành, trong lòng mình lúc nào cũng canh cánh cái đó. Rồi mình cứ tu tập, cầu nguyện, một ngày nọ tự nhiên họ thấy cái cách tu của mình, họ thấy một cảm cái gì đó, họ phát tâm, họ quy, họ hướng thiện. Đó là năng lực của mình, là thần thông của mình. Cũng một câu nói đó mà cái người đó không có cách nói không có hiểu gì hết trơn. Nhưng mà cũng cái đó mà qua người kia ta nói thì nó đơn giản mà dễ hiểu quá trời. Còn mình nói nãy giờ nói vòng vòng mà không ai hiểu gì hết. Còn ta nói nó ngắn gọn mà sao cái câu, cái cách của người ta diễn đạt được. Thì mình không có cái năng lực mình thành tựu cho người ta hiểu được cái ý mình, hay là nhận được cái gì ở nơi cái cuộc đời này. Cho nên nếu như mình có được cái năng lực như vậy thì để mình giúp cho người ta có được cái căn lành. Thí dụ mình muốn giúp người ta ăn chay,
nhưng mình không có căn lành, không có cái năng lực để nói nghe không thông. Ví dụ vậy nè, ăn chay đi, ăn mạng của chúng sanh hoài tội chết, mai mốt lên đòi lại đó. Trời ơi, người ta chưa ăn tới cái, người ta chưa tu tới cái chỗ đó, đừng có nói mấy câu đó nghe không có được. Thấy không? Nó ăn cho dữ đi nghe, rồi mai mốt trả nghiệp nghe không. Người ta chưa có thành tựu được cái căn lành đó, mình nói làm sao nó đơn giản mà ta nghe nó thấu tình đạt lý, chứ đừng lấy cái tội báo nghiệp báo đó. Cái đó có, nhưng nó không phải ở cái tầng bậc của người đó nghe. Thôi lúc này thịt cá nhiều khi nó nhiều hóa chất quá, ăn nhiều bệnh, thôi tập ăn rau nhiều, thí dụ vậy, ăn cho nó nhẹ nhàng cơ thể. Hay là nó thôi bây giờ buổi sáng mình, buổi trưa mình ăn vậy, nhưng buổi chiều ăn nhẹ nhẹ thôi, cho cái bụng mình nó nhẹ, tối dễ ngủ. Cũng là cái cách cho người ta ăn chay đó, mà người ta nghe nó make sense. Tối ngày cứ đem tội lỗi nghiệp báo gì cái áp đảo người ta, như vậy người ta ăn mà ta không phải từ cái tâm từ bi, mà chỉ vì sợ bị nó cắn lại. Lĩa ốc đi nghe, mai mốt nó lĩa lại. Mình nói như vậy thì cái nhân quả thì mình nói đúng, nhưng mà cái năng lực đó mình chưa thành tựu được, thì mình phải biết căn cơ của chúng sanh để mình có được một cái năng lực hướng dẫn cho người ta. Người ta không, người ta có của nhưng mà người ta không có biết bố thí, giàu quá mà keo kiết. Nói vậy là khỏi xin ai hết trơn. Thôi chị, chỗ đó khổ quá, thôi chị em mình hùng ha, người 5-10 đồng mình phụ kệ, mình mở lòng gửi cho người ta, mình nói mà người ta thấy mình tác động được lòng từ của người ta một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Tự nhiên chưa gì hết vô, bà giàu quá, bà mua chi cái bóp 5-7 ngàn bà cho tôi 10 đồng, cô làm bố. Đừng đá động chuyện chi xài của người ta. Đó là một cái năng lực. Cho nên nhiều khi mình muốn khuyên người ta làm thiện, mình cũng phải có cách mới được. Cho nên Bồ Tát đa hạnh là vậy đó. Thật ra cái điều mình nói nó không sai, nhưng mà nó không đúng cái đối tượng, cái hoàn cảnh và cái ngôn từ. Và có những chúng sanh người ta không thể nào tiếp nhận những lời nói như vậy của mình, thì ngay đó là mình chặn đứt, chặn đứng cái thiện lành của họ. Họ bực bội, họ khó chịu những cái lời như thế. Cho nên mình nói cái gì, rồi thí dụ như người ta vô chùa, Phá Hoa xin thí dụ vậy nè, thường thường ai vô chụp hình đó, lỡ người ta có đội nón, và mình nói để cái nón chụp nó tối cái mặt, mình lấy cái nón xuống chụp cái hình nó mới sáng. Cái đó là đúng nghĩa nhất. Chụp hình với mấy thầy không có được đội nón, tội. Chưa gì hết, cái lấy nguyên chữ tội dục người ta rồi, cái là người ta mất hứng. Nhưng mà thật sự cái hình chụp cho phải đẹp, lấy cái nón xuống không che cái mặt. Đó sự thật mà. Sao mình không nói một sự thật đơn giản đi, chứ người ta dễ tiếp nhận. Mà xin lỗi, nhiều khi người ta đỡ quê. Mà phòng Pháp Hòa thì chỉ nghĩ đơn giản là người ta muốn chụp tấm hình thì phải chụp, là phải cho đẹp. Mà đẹp thì chỉ có khi nào mặt nó rõ thôi, chứ còn người ta đội cái nón nó lụp sụp làm sao mà rõ cái hình. Cái đó là đơn giản và đúng nhất. Thí dụ như giờ người ta lỡ người ta chạm mình chắp tay đứng cho trang nghiêm, mình đừng có nói những cái gì mà người ta khó chịu. Cũng một cái cách nói, nhưng mà khi người ta đang exciting quá đó, ta đang phấn khởi quá, mình nói làm cho người ta không có được thoải mái. Và nhất là mình xin phép mình tạm dụng chữ làm quê người ta trước mặt đại chúng mọi người, thì mình nên tập lại. Như vậy thì người không có cái định, không có cái thiền, không thấy được cái đó, và nói rất là nhanh nhẩu, làm cho người khác khó chịu. Nhiều khi người ta lỡ người ta lấy nhầm cái áo, cái nón gì của mình, mình tới mình nói sao mà cho người ta, ta nhẹ nhàng vui vẻ mà người ta trả lại cái áo cho mình. Đâu ai cố ý đâu, nhưng mà người ta lỡ nhầm thôi mà. Ê lột áo tôi coi. Có lấy áo tôi không? Thí dụ vậy, có nhiều cách lắm. Cho nên nhiều khi thật ra mình không có xấu, nhưng mà mình nhanh quá, mình thiếu cái định, cái thiền đó. Cho nên thiền để làm gì?
thiền không phải thành tiên, thành Phật gì đó, nhưng mà trước hết thành một người sống có cái sự sâu lắng. Cho trong này vậy ha, tỉnh lự mà cái suy nghĩ của mình nó có cái suy nghĩ của mình nó mình làm chủ nó được, chỉ cho cái tâm. Cho nên gom tất cả thiện pháp không để tán lạc, tâm nguyện giải thoát không mắc nhị biên, luôn nguyện đạt được thần thông để giúp chúng sanh thành tựu căn lành. Có nhiều khi người ta đi chùa nha, ta làm công quả nha, mà ta không ăn chay được. Cái đó cũng có gì, chẳng qua là chưa đủ duyên thôi. Mình khéo léo mình hướng dẫn cho anh ta. Cho nên vừa rồi bên Mỹ có một câu hỏi, nếu con ăn chay không được, vậy con có phải tu không? Con tu được không? Tu đâu phải ở cái ăn, ăn là trợ tu thôi. Quý vị nhớ tu mình có hai hạnh thôi. Cái gì mình chính yếu gọi là chánh hạnh, cái gì nó trợ cho cái chánh nó gọi là trợ hạnh. Nhớ không? Mình học Phật Pháp mình nhớ mấy chữ đó. Chánh hạnh của người tu là gì? Chuyển hóa tham sân si. Còn trợ hạnh của mình là gì? Cái ăn, cái uống, cái áo tràng, cái chuông, cái mỏ, tụng kinh niệm Phật, trợ thôi. Tức là nó giúp cho mình mỗi ngày, thí dụ ngày nào cũng chịu khó tụng kinh, thì cái tụng kinh nó trợ cho mình ngồi yên giờ. Nhưng mà tụng kinh dễ buồn ngủ quá, cái có chuông có mỏ vô cho nó làm cho nó có tiếng có động gì để cho mình đỡ buồn ngủ. Nhưng mà giờ có chuông có mỏ mà đập rầm rầm cái nhức đầu quá. Đó. Mà nếu như mà đánh mà chậm ra cái tụng họ ngủ luôn đó. Cho nên ngay cái tiếng chuông tiếng mỏ cũng phải biết cách trợ nữa. Có nhiều khi mình kêu là mình đập chuông đập mỏ chứ không phải mình thỉnh, nghe nó chan chát vậy đó. Không, thành thử ra ngay cái tiếng chuông tiếng mỏ cũng thể hiện được cái trợ. Mình trợ bằng cái tiếng sao mà ta tụng ta nghe nó thanh thoát, nó trầm bổng. Cho nên tụng kinh thỉnh chuông thỉnh mỏ nó có tiếng trầm tiếng bổng, chứ không phải lúc nào mình cái tiếng mỏ của mình nó ào ào. Nó chỉ là giữ nhịp thôi mà. Cho nên những lúc nào đại chúng tụng đều rồi, tiếng mỏ bớt xuống, bớt xuống để cho nghe tiếng tụng cho nó hay. Ta tụng nghe âm ba nó hay, nó trầm hùng lắm. Rồi lát cái mình thấy hơi hơi bắt đầu lạc rồi, mình thỉnh dài tiếng lên, nhịp dài tiếng lên, ta nghe ta bắt nhịp lại rồi thôi, nhịp nó đều đặn xuống. Cho nên nhiều khi tụng kinh hai thầy mà cầm hai cái microphone cũng vậy, phải trợ với nhau tụng. Hai thầy bắt đầu cầm nhau rống hết trơn ở dưới. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc mấy thầy á, khi mà quý thầy làm livestream á, thỉnh chuông thỉnh bảng ngồi thiền cũng vậy. Mình biết là cái microphone nó sát bên đó mà, cho nên cái tiếng chuông và tiếng bảng mình mà nó lớn quá đó, ở trong YouTube nó nghe chát lắm. Nó nghe chát tại vì cái microphone nó sát bên mà. Cho nên mình nhớ là mình thỉnh vừa đủ trong chánh điện để nghe, thì trong kia nó cũng vừa đủ. Chứ đừng có gì thả vàng. Giống như là cái gì à, mình gọi là cái gì à, đồ chơi trong tay rồi. Là mình thả vàng mình thỉnh nghe nó chát lắm. Và người ngồi ở ngoài á, nghe cái tiếng hô canh và tiếng chuông nó không định. Vì cái tiếng chuông đó nó phải vừa thôi. Ngay cả đại hồng chung cũng vậy. Tùy cái không gian. Thí dụ nó ở ngoài sân thì cái tiếng mình có thể mạnh một chút để nó đủ ngân vang cho xa nghe. Nhưng trong cái chuông vi này nó to, nó ít quá, nhỏ quá mà. Không cần phải đưa cái dùi ra khỏi xa làm cái rầm, thì cái tiếng chuông nó chát. Mà bắt đầu cái không gian này nó không còn là không gian tĩnh mịch, mà nó chát chúa bởi cái tiếng chuông. Thì nó làm mình làm mất cái năng lực của tiếng chuông. Cái tiếng chuông nó có cái năng lực thành tựu cho người nghe, nghe mà người ta lắng tâm. Cho nên không phải cách sống không, không phải cách nói không, mà ngay cả cách hành xử, ngay cả cái tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng cuộn kinh của mình cũng thành tựu chúng sanh. Người ta nghe mà người ta phát tâm. Người ta nghe chuông, nghe mõ mà người ta cảm thấy phát tâm. Người ta nghe cái tiếng tụng kinh của mình mà người ta phát tâm. Mình không biết thuyết pháp, nhưng mình lấy cái lời kinh của Phật, của Tổ, mình làm cái bài pháp cho người nghe. Cho nên không phải mình cầm cái microphone rồi
mình quên check cái âm thanh. Mình tụng mình nghe coi có mình có lớn quá không, hay là tiếng chuông tiếng mõ của mình nó chát quá không. Thỉnh là phải nghe, chứ đừng nghĩ thỉnh cho người khác nghe. Chính mình nghe chưa thông thì người khác sẽ nghe không được. Cho nên tu tập là vậy, cái năng lực tự thấy và năng lực thành tựu cho người, cái đó gọi là thần thông. Chữ thần là gì? Là cái năng lực, là sức mạnh. Thần là sức mạnh, thông là không có ngăn ngại, thông suốt. Mà chính cái năng lực đó nó không có bị ngăn ngại mà nó thông suốt. Bốn là dứt trừ tất cả tâm cấu, trong sạch pháp giới. Cái đệ chúng để ý câu số 4 ha. Thành tựu xin lỗi, bốn là dứt trừ tất cả tâm cấu. Chữ cấu nghĩa là gì? Chữ cấu nghĩa là gì? Dơ bẩn. Ngược lại với cấu là gì? Là sạch, là tịnh. Cho nên cái tâm mà mình không có tất cả cái tâm dơ cấu thì mình làm trong sạch pháp giới. Pháp giới đây là gì? Pháp giới đây là cái môi trường, cái nơi sống của mình. Mà nếu mà cái môi trường này mà nó được tốt là từ đâu? Từ cái tâm của mình. Từ cái tâm mình tịnh thì mình làm cho cái cảnh giới này nó tịnh. Có những cái môi trường người ta cảm, người ta bước vô người ta cảm thấy nó ngọt ngạt, nó không có sự thoải mái, bởi vì trong tâm của mình toát ra một sự khó chịu, một sự bực bội, một sự không có welcome. Phải vào ví dụ ha. Bây giờ người ta đến với mình, ta thăm mình, thì mình cái nét diện của mình và cái lời nói của mình nghe như không có welcome. Người ta cảm nhận được cái năng lực đó. Mặc dù hồi nãy người ta plan, người ta giữ trù, người ta ở đây 5-6 tiếng chơi hoặc là 1-2 ngày, nhưng tự nhiên người ta thấy cái năng lực đó, cái người ta giỏi. Ngay cả một cửa tiệm cũng vậy. Mình đi vô mà tự nhiên cái người chủ quán đó, cái bữa nay sáng sớm chắc chưa ai mở hàng hay sao, thì cái năng lực của người đó tỏa ra, mình không cảm thấy thoải mái. Chứ cái môi trường xung quanh mình đó, nó tùy vào cái tâm thức của mình. Cái nhà mình mà bước vô người ta cảm nhận được sự ấm áp là do cái người sống trong căn nhà đó. Cho nên mình làm sao mình tỏ ra được cái năng lực. Vậy thì thiền là gì? Khi tâm mình không còn cấu bẩn, tạo ra được một môi trường trong sạch là thiền. Cho một người cha, một người mẹ, người thân mình cảm thấy môi trường nhà của mình, thì mình phải tự biết làm sao để làm sạch lại cái môi trường đó. Cho nên mình mới có cái lễ sái tịnh. Ví dụ như cái nhà đó mới xây xong, trên nguyên tắc xây xong mới toanh à, mới quá mà. Nhưng mà giờ trước khi nhà đó ở, hồi nãy là mình mới lau sạch cái gì? Lau sạch bụi bặm thôi. Bây giờ mình sẽ làm sạch pháp giới. Thỉnh quý thầy tới, quý thầy cầm một ly nước, và quý thầy đem cái tâm của thầy chú nguyện vô đó. Và trong cái lời của cái bài đó, nước này vốn sẵn tám công đức, phù thử thủy giả bát công đức thủy. Nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài, đưa vào thế giới màu hoa tạng. Tức là thế giới hoa nghiêm, thế giới đẹp đẽ đó. Như vậy thì cái ly nước đó và cái cành bông đó để làm gì? Làm một cái công việc đơn giản là làm sạch sẽ, làm vệ sinh, lau chùi cho cái pháp giới này, cho cái trong cái không khí này nó không còn là những không khí của sân si, mà là một không khí mát mẻ trong lành. Cái lời lẽ trong cái bài tán, cái bài sái tịnh rất là hay. Trong đó có một câu á: đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi. Sái khô mọc như tác dương xuân. Khô mọc là cây khô đó, rưới lên mà cây khô nó cũng tươi trở lại. Cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh.
sái khô mọc như tác dương xuân, khiết quế ban như thành tịnh độ. Biến cái chỗ này thành cái chỗ tịnh độ. Sở dĩ đạo trong này nè, có ba chỗ ha, nội là bên trong, ngoại là bên ngoài, trung gian là ở giữa. Cho nên nhiều thầy ta sái tịnh, ta cầm ta vẽ theo cái lời nói đó đó. Sái khô mộc như tác dương xuân, khiết quế ban như thành tịnh độ. Sở dĩ đạo, nội ông phóng vô trong cái, ngoại ông phúng ra ngoài cái, trung gian ông rẫy lên giữa cái, trung gian vô trượt quế, ba chỗ không còn quế trượt nữa. Để chỉ cõi thánh, cõi phàm, cõi u, cõi hiển. Thánh phàm, u là gì? Là chỗ không thấy. Tĩnh mịch, hiển là cái chỗ sáng tỏ mình thấy. Bốn chỗ: thánh, phàm, u, hiển, tổng thanh lương. Cho cái bài sái tịnh nó hay dữ lắm. Nội ngoại trung gian vô trượt quế, thánh, phàm, u, hiển. U là cái chỗ mờ mờ mình không thấy, hiển là cái chỗ lỗ rõ ra mình thấy. Tổng thanh lương hết. Thí dụ như phòng khách là hiển đó, nhưng mà cái nhà kho là u, phải không? Cho nên cầm cái ly nước đó rải. Rồi bây giờ cái ly nước đó rải sao hết? Trong đó có một câu: lấy cái tâm rải. Năng linh nhất sái, một sái thôi, một rải thôi, biến thập phương, làm cho nó cái giọt nước đó biến ra chỗ mười phương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Cam lồ thủy này nó nằm ở trên cái đầu của dành nước này nè. Năng linh đó là có thể khiến được nhất sái, một rải thôi. Có chỗ đọc là nhất đích, chữ đích là một giọt. Nhưng mà nhiều khi mình đọc cái chữ đó, người ta nghe, người ta không có hiểu đó, ta tác ý. Hiểu ý không? Cho nên có chỗ, có nơi mình sửa lại: năng linh nhất sái biến thập phương. Chứ đúng cái câu là năng linh nhất trích biến thập phương, hay là năng linh nhất đích biến thập phương, chữ đích là một giọt. Nhưng mình để cho người ta thanh tịnh ngay lúc đó, không có khởi tâm nghĩ bậy, cho mình sửa chữ lại: năng linh nhất sái, một cái rải ra thôi, biến thập phương. Tinh chuyên khiến cho cấu uế, cấu uế tức là dơ bẩn tận quyên trừ, sạch sẽ hết. Linh thử khiến cho chỗ này, đàn tràng này, thì cái chỗ đó mình sửa chữ. Hệ sái tịnh nhà mới thì tân gia, hay là chỗ nào bằng Phật thì Phật đường, hay là chỗ nào bằng linh thì linh đường. Ví dụ tất thanh tịnh. Vậy thì cái bài đó, cái bài tụng, bài tán đó, tâm mình tưởng theo nó. Mình dịch tới cái việc là đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở nơi đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Cho nên chủ dụ lỡ mình không biết gì hết á, mình vô nhà mới đi, không có thầy bà nào tới cúng cho mình, nó tự mình đọc Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Mình ở chỗ đó tự nó sạch. Vì sao? Nó sạch theo tâm. Nó sạch theo tâm mà. Bây giờ không có thầy nào tới thì tâm mình sạch thì chỗ đó sạch. Nhưng mà ngược lại, nếu chỗ đó sạch mà tâm mình dơ, ở hồi nó cũng dơ. Thí dụ chiếc xe sạch mà mình là thuộc dân ở dơ, đi từ sáng tới chiều là rác đầy trong xe. Nhưng mà ngược lại, nếu người mà sạch lên xe dơ, họ đi một chuyến từ Khao Ri về đây sạch trơn, tại ngồi lụm rác. Đúng không? Thể tâm mình muốn sạch thì pháp giới đó mình tới hồi là mình làm nó sạch. Mà tâm mình, mà bản chất mình ở dơ rồi là xe sạch mình làm cũng dơ. Nhà người ta sạch trơn, mình ngồi hồi rác đầy. Cái đó là cảnh nó tùy theo tâm. Hễ tâm sạch thì cảnh sạch. Thì nói một cách khác là cái người chánh báo họ sạch sẽ thì y báo nó sạch theo. Chánh báo mà bê bối thì ở chỗ hồi bê bối, nhà người ta chén bát đâu, rửa ráy nó gọn hết rồi, lát mình làm sao hồi nó vừa vãi ra. Tại cái chánh báo mình như vậy, hồi y báo nó cũng lụm thụm đi theo. Cho nên cái câu này nó rất là hay. Trừ tâm
trừ tất cả tâm cấu, trong sạch pháp giới. Nói đơn giản là pháp giới là cái bên ngoài. Cái nơi chốn là cái do cái tâm niệm của mình. Pháp Hòa thấy có nhiều vị cầm cây chổi, chỗ nào có miếng rác họ xúc vô một cái, rồi khi nào vắng hết rồi họ mới tổng vệ sinh. Còn lúc đông người họ không tổng được thì họ quét từng chỗ. Chỗ nào rớt họ lượm chỗ đó, chỗ kia có một cán thuốc họ hốt ở chỗ đó. Mình tu cũng vậy. Cái gì nó rừa khởi lên mình lượm nó liền, đừng để người ta thấy. Cái tâm sân mình vừa khởi lên, kiếm chỗ hạ xuống, họ ở hồi người ta thấy. Mới đầu khởi mới thấy, nhưng mà một chút xíu là người ta thấy cái tâm sân mình nó khởi lên. Còn khi nào mà nó không có ai hết, bắt đầu ngồi thiền. Cho nên lúc mình ngồi thiền là tổng vệ sinh đó. Tại vì lúc đó nó trống trơn, không còn ai lãng vãng trước mặt mình nữa hết. Ngồi nó yên tĩnh. Cho nên có nhiều buổi sáng ngồi thiền mà nó yên lắng đến mức độ là mình chỉ muốn tiếp tục ngồi thiền mà khỏi phải tụng kinh vậy đó. Có những lúc mình yên lắng đến cái mức độ là 30 phút không đủ. Có thể khỏi tụng kinh kéo dài cái thời ngồi thiền ra hơn nữa. Trong sạch pháp giới. Năm là đoạn trừ tất cả, đoạn trừ căn bản phiền não cho các chúng sanh. Khi mình tâm mình định tĩnh rồi, mình có thể đoạn trừ cái căn bản phiền não. Căn bản phiền não là gì biết không? Trong tâm mình đó, nó có 5, nó có 10 cái căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đây là nói tổng thể, là nói 10 thì nói rộng. Nói gọn là thành 6, là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Bởi vì cái kiến này nè, cái ác kiến này nè, nó chi tiết tới 5 thứ. Cho nên nói chung một câu là ác kiến. Chứ còn chi tiết cái kiến là, cái kiến này nó thêm 4 cái nữa, là tà kiến, biên kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ. Ví dụ á, giới cấm thủ là gì? Cái điều luật gì mình biết á, là mình chấp nó, không làm như vậy là tội. Ví dụ mình học với Bồ Tát đi, thì trong giới nói là không ăn ngũ tân, tức là hành hẹ tỏi nén gì đó. Trời ơi, cái bữa nọ mình ăn nhậm miếng pizza chay nhưng mà có hành, trời ơi chết rồi, bữa nay tôi phạm giới. Cái chuyện cái củ hành mình không ăn nhưng nó có một chút hành trong cái sauce, nó có, không có thành vấn đề. Đừng có chấp cái đó rồi mình đi tối người nào nó về nhớ sám hối nghe không? Hồi nãy ăn pizza mà có sauce, sauce cà, có hành, có tỏi vậy đó. Thật ra ai cũng giữ được hết, nhưng mình phải hiểu được cái tinh thần uyển chuyển. Mình đâu cố tình, giờ mình ăn pizza thì phải chấp nhận cái trong cái sauce cà nó có cái đó thôi. Ăn được thì ăn, không được thì thôi, chứ không có gì mà phải tiếng Mỹ kêu là big deal, chuyện lớn đó, đó. Thì trong cái đó gọi là giới cấm thủ, mình biết cái điều gì đó rồi. Rồi kiến thủ kiến là cái thấy của mình, rồi mình chấp vào cái thấy đó và không bao giờ mình có thể cởi mở, mình học được cái khác. Đó là căn bản, là nói 6 là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi chi tiết một chút về cái kiến, nó có 4 cái chi tiết cho nên thành 10. Thấy không? Nói đầy đủ thì 10, nói gọn thì 6, mà gọn nữa là biết mấy không? 3 thôi, tham, sân, si. Còn gọn nữa là biết mấy không? 1 thôi, tham. Cho nên trong cái lời quán nguyện ăn cơm á, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. Ba là phải ngừa cái tâm lỗi lầm mà tham là cội gốc. Vậy thì ngay trong lúc ăn thì cái tham gì? Ngay lúc ăn thì gọi là tham gì? Tham ăn. Cho nên hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ là đã học tới cái chỗ đó, có một hòa thượng, sư ông cũng nói vậy đó. Mình đang ngồi ăn thì phải nói chuyện tham ăn thôi, ngay lúc này là tham ăn thôi.
Mà hễ mà cái tham mà tham ăn nó hiện lên rồi là cái gì? Nó mất, quên mình mất tiêu rồi. Bình thường mình no đó nghe, mình trời ơi ăn từ tốn lắm, bữa nào mình đói là biết liền. Ăn quên hàng xóm. Không còn ai. Đơn giản thôi, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà những cái chỗ đó sẽ cho mình thấy. Cho nên thiền là gì? Thiền là người có khả năng thấy mình. Cho các vị mới hỏi Hòa Thượng, khi Hòa Thượng ngồi thiền, Hòa Thượng thấy gì? Nói tôi thấy mà tôi cũng không thấy. Tôi thấy là tôi thấy lỗi của tôi. Tôi không thấy là tôi không thấy lỗi của người. Là thiền. Cho nên thiền nhiều cách định nghĩa lắm. Hỏi Hòa Thượng, Hòa Thượng ngồi thiền Hòa Thượng làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu, tôi chăn trâu không à. Trâu ở đâu mà chăn? Con trâu tâm của tôi. Con cái tâm mà nó nhảy nhót của mình là con trâu của mình. Cho ngồi thiền là cứ để ý cái tâm, hãy nó phóng ra cái mình kéo nó lại. Cho hồi xưa các vị bình thiền viện có cái bài hát đó, trâu hỡi trâu đừng ăn lúa mạ. Dù xung quanh này mạ lúa có xanh tươi. Tại vì mình nói con trâu là nói tâm đó. Vì vậy mà trong nhà thiền mới có 10 bức tranh chăn trâu. Mình là chú mục đồng, Buffalo Boy. Cái tâm mình là con buffalo, con trâu. Mình phải chăn nó, mới đầu mình đi tìm nó. Hồi nào giờ không biết tâm là gì hết á, mà cứ đi đâu cũng nói tu tâm hết á. Mặc dù biết tâm là gì mà không biết nó ở đâu luôn. Mà thấy ai đi chùa tụng kinh ăn chay, tôi không có tu, tôi tu tâm. Ở tâm là gì ai biết. Hỏi tu tâm là tu sao? Ăn hiền ở lành. Ủa ăn hiền ở lành dính dáng gì với chủ tu tâm đâu? À, vậy thì trước hết tu tâm là phải thấy được tâm. Cho nên người tu thiền là thấy được tâm mình. Cho nên trong khi mình ngồi mình yên tĩnh đó, nó khởi cái gì biết cái nấy là mình thấy nó rồi đó. Hỏi thấy trâu chưa? Dạ thấy rồi. Trâu anh ra sao? Đem thùi lùi. Nhà thiền ta vẽ bức tranh trâu màu đen là tượng cho cái tâm mình chưa được thuần hóa. Cái tâm con trâu nó màu đen là con trâu chưa được thuần hóa, nó đang thùi à. Rồi bây giờ mình phải tìm thấy trâu và mình xỏ mũi trâu rồi dắt trâu. Mà dắt nó có nghe không? Đâu dễ gì nó nghe mình. Cho nên mình đang ngồi vậy nè, trâu ơi trâu ngồi đây với tôi nghe. À, thở đi trâu. Ngồi chừng một chút thôi là nó nhảy tiếp. Nó nói hé mắt coi hết giờ chưa. Ở dưới chưa làm việc này việc kia thế này thế nọ. Cho đến khi nào, trăng đến khi nào, con trâu nó ngồi yên một chỗ, mình có thể ngồi trên lưng con trâu mà thổi sáo. Thì lúc đó chú người ta mới diễn đạt cái bức tranh đó là một chú mục đồng ngồi trên lưng con trâu thổi sáo. Còn khi nó chưa thuần, không có giờ để thổi sáo, lúc đó là xỏ mũi dẫn dắt, làm đủ cách hết. Tổng thể là 10 bức tranh như vậy, để nói lên 10 bước đường, 10 cái chặng đường điều phục cái tâm của mình. Rồi trâu nó đen, tượng trâu đen thùi. Cái tu hồi cái trâu nó còn phân khúc đầu nó được trắng, khúc sau nó còn đen. Tu từ 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 nguyên con trâu trắng, tức là chuyển từ con trâu đen thành con trâu trắng. Từ cái tâm nhiễm ô chưa thuần hóa đến cái tâm trong sạch. Rồi cái cuối cùng cái người ta vẽ một bức tranh cái vòng tròn vậy nè. Lúc đó mình tĩnh lặng rồi, tâm với mình chỉ là một. Cho nên đâu có còn tướng gì nữa đâu mà nói. Mình đâu trâu đó. Nói cách khác là thân đâu tâm đó. Chỉ là một, cho nên chỉ viên mãn một vòng tròn. Cho nên ta vẽ cái bức tranh vòng tròn. Rồi cái này bức thứ 10 thì mình lại thấy cái ông đó, ông xách cái giỏ. Trong cái tay ông có cái giỏ cá. Ông đi trong một cái đường hun hút vậy đó. Nó tượng trưng cho gì? Bây giờ mình đã thành tựu rồi thì mình đi vào trong cuộc đời này, mình giáo hóa chúng sanh, gọi là thõng tay vào chợ. Thể hiện cái chữ cái chợ đời đó là gì? Đó là cái giỏ cá. Thấy không? Cầm giỏ cá đi trong một con đường hun hút để biểu tượng rằng bây giờ mình đã thuần rồi. À, gọi là 10 bức tranh chăn trâu. Và ngày xưa có một vị thiền sư,
Nếu Pháp Hòa không có nhớ sai, tên Ngài là Ngài Quách Am, đã sáng tác ra cái bộ tranh đó. Và nếu quý vị muốn biết, quý vị có thể search trên mạng, phải không? 10 bức tranh Trăn Trâu, tiếng Hán gọi là Thập Mục Ngưu Đồ, để mình có biết được. Đồ là cái bản đồ, là cái hình họa đó, đồ là họa đó, bức họa về 10 bức, cái 10 cái con trâu, mà một chú một đồng là mình. Vậy thì khi mình ngồi, khi mình tu tập, dù mình không có ngồi, nhưng hàng ngày mà có kiểm soát cái tâm mình là mình có tu thiền. Cứ làm sao mỗi ngày mình nên kiểm soát cái tâm mình, để coi coi nó đang khởi cái gì, nó đang nghĩ cái gì. Ví dụ như người ta tốt với mình mà tự nhiên trong lòng mình nghĩ không biết người này có lường gạt gì mình không á. Cái tự nhiên mình nhìn lại mình phải suy nghĩ, ủa người ta làm gì mình mà mình lại nghĩ khác đi. Thật ra điều mình nghĩ cũng có thể trúng, nhưng mà đừng có chắc chắn cái điều đó. Lâu ngày mình thành một thói quen là lúc nào cũng phán đoán người. Cho nên hồi sáng Pháp Hòa có nói với một đạo hữu, khi mình tu thiền rõ ràng, mình tâm mình định tĩnh, mình thấy các pháp như thật mà không phỏng đoán, không phán đoán. Vì cái gì mình đoán là chưa chắc nó trúng. Và mình sẽ sống bằng cái tưởng, mà cái tưởng và cái phỏng đoán là cái đưa mình vào cái chỗ sai lầm, và không khéo mình sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp là gì? Là thành một thói quen phán xét người bằng cặp mắt. Mà cặp mắt mà nhìn xong rồi thì miệng phải nói. Mà cái gì làm cho mình nói? Tư duy. Cho nên chuyện của người mà tự nhiên bao nhiêu cái thói quen xấu nó đưa về mình, từ cặp mắt nhìn, từ cái suy tư, từ lời nói và đưa tới hành động, là chúng ta đi rao truyền cái chuyện đó mà hoàn toàn không liên quan tới mình. Như vậy thì người có tu thiền, có trí tuệ thì không bao giờ tự mình đi tìm cái khó khăn, cái nghiệp. Chữ nghiệp ở đây Pháp Hòa không có ý là nói tội lỗi ha. Nghiệp là gì? Là một thói quen rất xấu, nó gom về mình. Thì người ta gọi là gì? Nghiệp tụ. Nghiệp nó tụ về mình. Là do đâu? Vì mỗi ngày mình sống bằng cái tâm tư đó mà không có nhìn sâu thấy biết. Cho nên cái gì mình thấy trước mắt mình, xin phép nhiều khi nó còn chưa chắc trúng nữa, chứ đừng nói mình loáng thoáng mình nhìn. Cho nên hình ảnh mình thấy chưa chắc trúng, người ta đồn đãi chưa chắc trúng. Nhưng mà mình không đủ định tĩnh, không đủ trí tuệ, thì mình sẽ bị rơi vào cái chỗ ôm gom những cái đó. Rồi cuối cùng mình thành một cái người sao? Sống sân si. Chứ cái bài mình học ha, ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc thôi. Ngọc là một cái cục đá quý, nhưng mà phải dũa, phải mài, để cho cái cục ngọc này nó không bị vô dụng. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài. Ngọc là tâm mình á, không? Tâm mình nó không dũa không mài thì cũng vô dụng, cũng hoài ngọc thôi. Hay là cũng hoài ngọc đi. Con người tu có khác gì sống cho sâu sắc sân si hư đời. Sống cho sâu sắc. Sâu sắc là gì? Là mình có cái chiều sâu để nhận biết. Sân si hư đời, hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Cho nên Đức Phật Thầy Tây An dạy câu thứ ba, phải không? Điều thứ ba, quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Vô câu là gì? Không có câu mau. Không có câu mau từng chút, từng lời, từng cách của người ta. Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Bây giờ chỉ Đức Phật Thầy Tây An dạy 10 điều. Bây giờ mình không nhớ gì, nhớ điều thứ ba cũng được. Điều thứ ba, quyết không hờn giận,
ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Người ta không câu mâu, người ta mới trở thành người hiền nhân quân tử chứ, phải không? Chứ còn mình, cho nên người ta không, nếu mà người sống câu mâu, người ta đâu kêu quân tử, mà ta kêu chữ khác, nó có chữ khác để nó gọi. Cho nên là đại nhân thì nó đối với gì? Đó. Thượng nhân thì đối với hạ nhân, vậy thôi. Cho nên hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Cho nên thiền không hẳn là phải ngồi, chỉ cần giây phút nào mình kiểm soát được tâm mình. Đừng để tâm vừa nghĩ miệng phóng ra mà quên dừng lại hỏi nó: câu này có nên nói không? Việc này có nên nói không? Người này mình có nên nói điều đó không? Cẩn thận được như vậy, chúng ta sẽ giảm đi cái phần đổ vỡ, cái sự bế tắc truyền thông trong cuộc sống. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa gặp rất nhiều các em trẻ, và các em đã bế tắc truyền thông với cha mẹ bởi những câu nói của cha mẹ. Nó nhỏ, nó chấp cái câu đó lắm. Nó chấp vào cái câu đó lắm. Mình người lớn mình nghĩ không có gì. Trời ơi, hồi nhỏ ba má tôi chửi tôi còn hơn nữa kìa. Dạ, mình hồi nhỏ Việt Nam nó khác, con nít ở đây nó khác. Mình nói câu nào nó dính câu đó, tại nó seriously, nó nhận cái đó lắm. Nó không giống mình, cha mẹ là bề trên, muốn nói gì nói, con không được cãi. Ở đây nó không nghĩ như vậy. Mà mình không hiểu được cái đó, mình không thấu được cái đó, thì mình sống theo cái kiểu của mình, thì mình với con mình sẽ có một khoảng cách, mình với người thân mình sẽ có một khoảng cách rất lớn. Là tại vì mình không thấu đáo được cuộc đời. Mai mốt mình học tới cái câu của trí tuệ đó. Người có trí phải nên nhận diện như thế. Cho nên xin thưa, theo tinh thần của bản kinh này, thì cái thiền tĩnh là gì? Tĩnh lự là gì? Là làm sao cái pháp thiện nó sanh, làm sao cái tâm mình có thể giải thoát mà không vướng vào hai bên. Cho nên mấy ngày nay Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là cái ông thiện ông ác thường đứng ăn sau lưng, thường thường ta thở ngoài chùa, nhưng mà có nhiều chùa chật người ta để trong chánh điện mà người ta thở với cái cui đuối này. Tại sao ông hộ pháp ông thở trên này mà để ông ở dưới? Đứng trên phương diện hộ pháp là gì? Ông phải đứng ở dưới đó đó, ông mới nhìn tổng thể lên đây, phải không? Mình cũng vậy. Mình muốn hộ trì cho gia đình mình phải nhìn tổng thể, chứ đừng nhìn một đứa nào. Tại vì có đứa nó làm vậy, có đứa nó làm khác, cho nên mình phải nhìn tổng thể mình mới gom được. Cái thứ hai, cái ý là đúng ra hai ông đó thờ ngoài cửa, tại sao? Ngoài cửa chùa tượng trưng cho thế gian, chỉ có ngoài cửa chùa, ngoài thế gian, người ta mới vướng vào cái chuyện gọi là thiện ác tốt xấu, giàu có nghèo nàn. Luôn luôn họ sống, họ nhìn cái cách ăn mặc mà họ đối xử. Nhiều khi họ nhìn vào mình để họ đánh giá, rồi họ có những cái tư duy. Cho nên đó là chuyện của thế gian. Cho nên người tu á, nhiều khi người ta nhìn mình, người có thể đánh giá mình như thế này như thế kia. Nhưng mình là cái người tu, mình phải biết mình đang ở cái tu tập mình như thế nào, tự mình biết. Tại vì người ta không thể biết. Như người uống nước lạnh nóng tự biết. Người ta đâu có biết mình là ai mà người ta nói. Mà nếu mình cũng bắt chước cái kiểu vậy đó, cứ nói tùm lum tà lao và nó biết gì hết, thì rốt cuộc rồi mình cứ tu nhưng mà mình cứ lòng vòng, không có thể thoát được. Ba là luôn đạt được thần thông để thành tựu chúng sanh, thành tựu căn lành. Bốn là dứt trừ tâm cấu, trong sạch pháp giới. Năm là đoạn trừ căn bản phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi. Nói đơn giản vậy đi, ác kiến, sáu cái căn bản phiền não. Làm sao mình đoạn trừ được? Nói nghe lớn quá ha. Đoạn là cắt, đoạn trừ là cắt bỏ. Thôi giờ mình nói nhẹ là cũng được. Nó làm sao mình tu mà nó giảm cái đó thôi. Trời ơi, thế giới cũng thanh bình, chúng sanh cũng an lạc rồi, huống chi là mình đoạn trừ nữa.
Thôi cảm ơn đại chúng. Tối nay mình học tới đây thôi, tuần sau mình học tiếp. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.